Sáng ngày 26 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Quỹ Từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Vận động Chính sách Y tế Toàn cầu đã công bố chương trình hợp tác về phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội Ngô Thị Minh, đại diện các bộ, ngành, Quỹ Từ thiện Bloomberg, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Vận động Chính sách Y tế Toàn cầu và 8 tỉnh triển khai dự án. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trẻ em do tai nạn thương tích. Tỷ lệ đuối nước trẻ em trong những năm gần đây, mặc dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Tử vong do đuối nước ở trẻ em Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao thứ hai thế giới. Trong 2 năm đầu, Quỹ Từ thiện Bloomberg sẽ tài trợ 2,8 triệu đô, bao gồm 2 nội dung can thiệp chính. Hỗ trợ các biện pháp đảm bảo trông giữ trẻ an toàn, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi tại gia đình, cộng đồng. Dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6 tới 15 tuổi. Bên cạnh đó, chương trình sẽ nâng cao nhận thức về nguy cơ và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em và hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, điều phối, phối hợp triển khai công tác phòng chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam. Đây sẽ là một trong những giải pháp có hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tử vong do đuối nước cho trẻ em Việt Nam.